Tiêu tiêu. Con này là nó tương đối già, nhìn nó già nó rồi, nhìn kiểu loại này là không nên giết nó, bởi vì nó bắt muỗi rồi là bắt các cái côn trùng rất là tốt, mà nó lại lành. Rất nhiều người là thích giết cái loại này. Lưng nó có nhiều cái gộp này, có nhiều cái sự gai này, đuôi rất là dài luôn. Chú kỳ nhông này là đang trèo lên cành hồng. Cành hồng ngày xưa đã uất tà, gió bám rất chặt, nó to thế mà không gì. Con ngồi yên để bố giòm gần vô sát của con đồn ha, sát vào cái mặt nó luôn ha. Quay nhìn kìa, nó quay nhìn kìa. Chị bé, thôi tôi không mượn chị. Sơn này, lấy tí nước để rửa đít cho con cái nào. Thì anh đang quay con kỳ nhông. Kỳ nhông cực đẹp á, lâu lắm mới thấy. Chắc đừng hỏi. Của tôi ơi. Chị đang nhìn gì 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 đang nhìn gì. Gió. Trời ơi, kiểu muốn mưa. Đây là kiểu thực hành sinh vật. Chú kỳ nhông được quay gọi là cận cảnh. Đấy, nhìn. Chắc thật gió thế mà chị.